Xin chào bạn, mình là Hải Tóc Vàng đây. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ cùng các bạn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi tầm 10 đến 12 triệu mua điện thoại nào tốt nhất. Đây là một câu hỏi không hề mới. Tuy nhiên, chính nhờ sự thay đổi chóng mặt của thị trường smartphone nên câu hỏi này luôn luôn hợp lý ở mọi thời điểm. Và ngay dưới đây là top 5 điện thoại đáng mua nhất trong tầm giá 10 đến 12 triệu tại thời điểm nửa đầu của năm 2018. Ứng cử viên số 1 trong danh sách này đó là iPhone 7 Plus cũ. Sản phẩm này hiện đang có mức giá chỉ 11.090.000 đồng cho phiên bản bộ nhớ trong 32GB. Mặc dù đã ra mắt được gần 2 năm, tuy nhiên đây vẫn là một sản phẩm cực kỳ đáng để sở hữu ở thời điểm hiện tại. Bỏ qua phần thiết kế, iPhone 7 Plus xứng đáng là một con quái vật về hiệu năng với con chip Apple A10 Fusion 64bit, 3GB RAM với điểm AnTuTu lên tới gần 170.000. iPhone 7 Plus chắc chắn sẽ có thể đồng hành cùng bạn thêm ít nhất 3 năm nữa mới thực sự trở nên lỗi thời. Chưa hết, iPhone 7 Plus còn là một thiết bị rất mạnh về camera khi là thiết bị Apple đầu tiên được trang bị tới 2 camera ở phía sau, giúp máy có thể chụp ảnh xóa phông chuyên nghiệp không thua kém gì những chiếc máy ảnh chuyên dụng. Và nếu thấy bộ nhớ trong 32GB không đủ để sử dụng, các bạn có thể tham khảo thêm phiên bản bộ nhớ 128GB cao hơn, cũng đang sẵn hàng tại Diệu Thông Minh với mức giá chỉ hơn 12 triệu đồng. Ở vị trí thứ hai đó chính là HTC U11 mới chính hãng 100% full box. Sản phẩm này hiện đang có mức giá rất hấp dẫn chỉ 10.990.000 đồng. Các bạn sẽ được sở hữu một sản phẩm mới chính hãng với chế độ bảo hành chính hãng 12 tháng, mới 100%, có đầy đủ phụ kiện chuẩn theo máy bao gồm sạc, cáp, tai nghe, sách hướng dẫn sử dụng. HTC U11 là siêu phẩm được trình làng vào nửa đầu năm ngoái với con chip Snapdragon 835 mạnh mẽ. Riêng phiên bản chính hãng dành cho Việt Nam được ưu ái hơn với dung lượng 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong cho khả năng đa nhiệm cũng như là không gian lưu trữ vô cùng thoải mái. Không chỉ mạnh về khả năng nghe nhạc đỉnh cao, HTC U11 bên cạnh đó còn là một chiếc smartphone có chất lượng camera rất tốt. Mặc dù máy chỉ có một camera chính 12MP, khẩu độ f1.7. Với mức giảm giá mạnh từ mức giá ban đầu là 17 triệu thì HTC U11 quả thực là một trong những sản phẩm không thể bỏ qua ở tầm giá này. Smartphone đáng mua tiếp theo chính là LG V30 Plus, siêu phẩm mới nhất của đại gia Hàn Quốc LG ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nó lại đang có mức giá rất hấp dẫn tại Diệu Thông Minh, cụ thể chỉ với gần 10 triệu đồng. Bạn đã sở hữu một thiết bị có màn hình Full View 2K tuyệt đẹp, công nghệ OLED có chất lượng hiển thị cực kỳ tốt, vi xử lý Snapdragon 835 cùng 4GB RAM, 128GB bộ nhớ trong. Và tất nhiên với cấu hình này của LG V30 Plus, bạn sẽ thoải mái chiến mọi game nặng nhất hiện nay, phải kể đến như là Liên Quân Mobile, PUBG. Ngoài ra, LG V30 Plus còn có một vài điểm sáng khác không thể không nhắc tới, đó là cụm camera kép 16MP có khả năng chụp ảnh góc rộng 120 độ, cùng với giao diện chụp ảnh chuyên nghiệp cho phép người dùng tinh chỉnh nhiều cài đặt sâu hơn, từ đó cho ra những ảnh chụp hoặc đoạn clip có chất lượng tốt nhất. Smartphone đáng mua thứ tư tiếp theo trong phân khúc từ 10 đến 12 triệu không ai khác chính là siêu phẩm Mi Mix 2 đến từ hãng Xiaomi. Mi Mix 2 nổi bật với ngôn ngữ thiết kế viền mỏng đẹp, hoàn thiện cực tốt với hai nguyên liệu chủ đạo là kính và kim loại. Máy có màn hình kích thước 5,99 inch, độ phân giải Full HD Plus, tấm nền IPS LCD cho chất lượng hiển thị sống động, màu sắc rất chính xác. Ngoài ra, Mi Mix 2 cũng được trang bị một bộ thông số cấu hình rất mạnh, đó là có chip Snapdragon 835 mạnh mẽ cùng hai tùy chọn về RAM là 6 hoặc 8GB. Cũng như 3 tùy chọn về bộ nhớ trong từ 64 tới 256GB cho bạn thoải mái lưu trữ các nội dung giải trí. Về giá bán, phiên bản Xiaomi Mi Mix 2 chính hãng DigiWorld hiện đang được bán tại các showroom của Di Động Minh với mức giá chỉ từ 11.790.000 đồng cho phiên bản 6GB RAM và 64GB bộ nhớ trong. Khi mua máy, các bạn sẽ nhận được một sản phẩm mới 100% nguyên siêu, chưa qua sử dụng và có đầy đủ phụ kiện zin chuẩn kèm theo máy. Ở vị trí thứ 5 chính là một đại diện cũng đến từ Hàn Quốc là Samsung với Galaxy S8 Plus cũ. Chỉ với 12 triệu đồng, các bạn sẽ được sở hữu một siêu phẩm có màn hình vô cực Infinity Display cong tràn hai cạnh tuyệt đẹp, cấu hình mạnh mẽ với 4GB RAM, 64GB bên trong cùng con chip cây nhà lá vườn Exynos 8895 8 lõi 64bit. Ngoài thế mạnh về cấu hình cũng như hiệu năng, Galaxy S8 Plus còn là một smartphone rất mạnh về khả năng chụp ảnh ở cả chế độ auto và chỉnh tay. Ảnh chụp ra rất đẹp và chi tiết với sự trợ giúp của camera chính 12 chấm cùng công nghệ Dual Pixel. Cuối cùng, Galaxy S8 có thời lượng pin khá tốt với viên pin 3500mAh, có tích hợp sạc nhanh giúp sạc đầy viên pin này chỉ trong vòng 1 tiếng rưỡi. Và như vậy, mình vừa gửi tới các bạn 5 chiếc điện thoại đáng mua nhất trong tầm giá từ 10 đến 12 triệu, theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới. Cá nhân mình vẫn đánh giá rất cao 3 chiếc smartphone đầu tiên là iPhone 7 Plus cũ, HTC U11 mới và LG V30 cũ ở tầm giá này. Hiện tại, cả 5 sản phẩm này đều đang có sẵn hàng tại các showroom của Di Động Thông Minh trên toàn quốc. Các bạn quan tâm sản phẩm có thể ghé thăm website didongthongminh.vn hoặc tới trực tiếp các showroom để được tư vấn cũng như trải nghiệm trực tiếp. Ngoài ra, khi mua máy cũ tại đây, các bạn sẽ được tặng thêm phụ kiện sạc cáp hàng chất lượng cao. Riêng sạc cáp iPhone sẽ được hưởng chế độ bảo hành 12 tháng 1 đổi 1. Còn các bạn thì sao? Theo các bạn thì đâu là chiếc điện thoại đáng mua nhất trong tầm giá này tại thời điểm nửa đầu của năm 2018?
Hãy chia sẻ cho mình và mọi người cùng biết bằng cách để lại bình luận ngay dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.